mọi người đến với LNB Channel. Video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng ghé thăm server S46 để cùng trải nghiệm môn phái Thương Vân. Đây là một môn phái có khả năng miễn đam rất là ghê gớm, nhưng mà chúng ta cũng phải cẩn thận. Nếu như mà anh em sử dụng cái chiêu này không khéo thì chúng ta sẽ dễ dàng bị hấp diêm để chết đó anh em. Rất căng thẳng, rất là căng thẳng não. Có một anh môn phái võ đan, anh ấy đang muốn chết kìa anh em. Bài trưởng chưa? Ổng còn xíu máu mà ổng làm thấy ghét không? Chạy. Còn có một chút xíu máu mà làm thấy ghét thiệt á anh em. Này kiểu này tôi vô tôi đấm ông chết luôn. Chạy, chạy đâu, chạy đâu. Cái con Thương Vân này bây giờ là... À ông này được không? Thương Vân là bắt buộc là anh em phải fit lại thôi. Chứ cái chiêu của nó thật sự là nó hơi bị chậm. Hơi bị chậm luôn, thật sự là vậy. Hơi chậm. Cái hạt này là build hút sinh lực 5% á anh em. Nhưng mà nếu như mà muốn mạnh hơn nữa thì anh ấy sẽ build lên 6-7% thì hút sẽ ok hơn. Chứ bây giờ là vô đám đông nó đấm cho phù cái mỏ luôn, khó đánh cực kỳ luôn. Cái con Thương Vân này bắt buộc phải fit lại cái chiêu số 2, chiêu số 3. Chơi phải nhanh lên, chiêu số 1 cũng phải chơi nhanh luôn. Thôi là sẽ rất là dễ bị chết, chơi chậm mà, bị khẩn lại nữa. Chiêu số 2 chơi chậm bị khẩn lại luôn anh em, phải trưởng chưa. Ở bây giờ là anh kia đang chạy đúng không? Mình lướt vô ảnh nè. Trời ơi xàm thì cái ta lướt vô bị giữ lại anh em. Chạy liền. Làm gì cần gì chạy. Thôi, tay nồi nó lướt ghê quá. Trời ơi, ta nói là cực kỳ căng thẳng não. Cái ông kia mình định lướt vô ông đường môn ấy. Nhưng mà ổng đây. Định lướt vô ổng á anh em, nhưng mà có điều là mình bị khựng lại rồi. Búp vô. Ông là trông có vẻ là ông hơi bị kinh khủng đúng không? Đây, quất cái nè. Rồi chạy cái. Không chạy kịp luôn. Ổng cơ động quá. Mấy ông kia là mấy ổng không chế mình ghê quá anh em. Cái con Thương Vân này được miễn đam thôi, chứ không có được miễn không chế, nên là đánh cũng hơi khó. Bây giờ là Vinagame phải fit lại cái chiêu số 2, chiêu số 3, chiêu số 1. Phải tăng tốc độ chiêu vô. Tăng nhanh giống như là con Thiên Dương Bang. Ê, con gì? Con cái bang vậy đó. Tăng nhanh giống con cái bang thì ok á anh em. Cô thấy rất là ok luôn. Bây giờ là chúng ta nửa cây máu rồi. À, chúng ta đang bị đấm và chúng ta búp lên đó, búp lên liền. Ôi lướt hỉ hỉ thôi, chạy ra đi, hết chiêu rồi, hết máu luôn. Bây giờ ở đây có ai hay không để mình ra mình giết. À có một anh Thiên Dương. Thiên Dương thì Thương Vân mình làm lẹ lắm anh em. Chơi Thương Vân hay bất cứ phái nào thì anh em cũng phải build bỏ qua né nhiều vô nha anh em. Nãy mình thấy mình đánh vô anh Thiên Dương một hai cái mà mình thấy lên né hơi nhiều rồi đó, hơi nhiều rồi đó. Không biết anh này anh build né bao nhiêu, để chút xíu cô coi lại. Búp lên cái. Rồi ok. Ây da, bị khống chế ghê quá anh em ơi. Chơi chiêu 2. Trời né quá. Ông này ông né ghê vậy ta. Chạy chạy chạy. Né nhiều quá, nguy hiểm quá. Mua máu cái. Sao mà né nhiều thế nhờ. Bỏ qua né của anh bao nhiêu đây. Bỏ qua né 1k8 mà ta. K8 sao tôi thấy né nhiều với trời. Đây. Thí duyên này. Ai đây, thí duyên nữa này. Ao bà nhây liền. Trời Thiên Dương này. Trời, phải nồi dữ ghê vậy. Phải cái trướng tim quỷ tí yên nữa. Ghê thực sự. Mình đánh né không anh em, cái giấy. Sao cái giấy, sao đánh né quay vậy. 1k8 ơi, cái 8 mô qua né mà còn né ghê vậy ta. Ngộ vậy. Ngộ vậy ta. Hơi bị khó khăn ta. Sự hơi bị khó khăn luôn anh em. Trời ơi, trời lên né ghê ta. Cái giấy. Cảm giác sao mà bị né kinh khủng vậy ta. Ờ búp lên giống một di chỉ vậy nè. Rồi ok búp lên cái nữa nè. Búp lên cái nữa. Đó. Bức tử hơi bị lâu nha. Bức tử hơi bị lâu. Rồi ok chạy ra ngoài thôi. Hết giống một di chỉ rồi. Hồi máu cái kiểu. À có anh Thương Vân kia kìa. Thương Vân kia nhào vô đây em. Vô đây. Trời Thương Vân kia tôi canh vỗ một di chỉ ghê lắm. Anh em phải canh giống tôi. Phải canh ghê giống tôi vậy đó. Đây chui vô. Chui vô. Chơi chiêu. Nhảy khinh công. Ô lần này không búp cho một vị trí lên anh em ơi. Cho một vị trí lần này không búp lên. Làm tôi chết rồi. Ổn quá. Bây giờ mình tiếp tục là mình cứ xông pha hiến máu. Tại cái chiêu giống một vị trí nó cũng khá là khó canh. Nếu như mà nó 50% mà mình hên á, thì mình có thể là mình bất tử rất là lâu. Bất tử lâu lắm. Đây anh này là ảnh định Albanyay mình nè. Đó, định chơi mình á. Ảnh lực chiến cũng khá lắm á. Cũng ghê gớm lắm á anh em.
có anh cái bang anh chơi luôn kìa. Anh Thiên Dương này đánh chiêu các kiểu cũng gớm phết đấy. Bây giờ chúng ta đã bị mất vào một vị trí bị động rồi. Giờ chúng ta ôi khống chế kinh vậy cha nội. Phải nồi búp giả một lên. Giả một nó tự búp. Bây giờ búp lên nữa nè. Phải nồi. Bị choáng ghê quá anh em ơi. Bị khống chế ghê quá. Chạy ra ngoài. Rồi, chúng ta đi búp máu thôi. Ghê thật sự anh em ạ. Anh trai. Ơi anh lính. Hay quá anh em ơi. Quỷ lính á, kỳ cục à. Đây. Đường môn đây. Trời ơi, chơi hỷ anh em ơi. No. Trời ơi, búp chậm ghê. Anh em thấy không? Cái mà tốc độ nó búp lên quá chậm đi. Cái con thương vương này bây giờ là fit lại cho nó búp tốc độ nó nhanh lên, giống như là cái chiêu của cái băng rồng á. Búp lẻ lắm, kêu của các băng rồng bây giờ búp lẻ lắm. Rất là ngon luôn á. Thằng thương vương này mà fit lại cái đó thì thực sự thương vương này mạnh, khỏe lắm. Chiêu nghe chậm á, thực sự rất là chậm. Đây nè, búp lên. Mình búp lên rồi đó anh em. Giờ chúng ta nhào vào đám đông rồi, cây mạng rồi. Chỗ lên né nhiều vậy ta. Thằng này một có 8 né đó, một có 8 bộ né, sao kỳ vậy? Cái gì đó sai nha. Có gì đó sai thực sự anh em ạ. Thằng này một có 8 bộ né đó. Đâu ít đâu. Đánh mà lên né kinh khủng luôn á. Phải nồi. Anh bạn ghê. Bị dụ ê. Bị dụ nha. Lên đường nha anh gấu ơi. Thôi chạy. Lên người chạy liền anh em. Mình đâu có ho được anh em. Ho là chết đó anh em. Ho bị phổi đấy. Ho bị ung thư phổi liền đó. Đây giết anh này luôn. May à, tiểu may à. Giết thêm cái nữa nè. Rồi giết nè. Vô đây anh em. Ăn ba cái anh em. Chết luôn anh em. Ghê không? Trời. Cua cầm đúng kinh luôn á anh em. Phải nồi luôn á anh em. Oh my god. Giết nè. Cái bang nè. Thôi nhưng mà mình chạy đi. Anh Thiên ảnh canh mình kìa. Ông thấy mình rồi đó anh em. Bây giờ là chắc chắn là ông sẽ giết mình. Chắc chắn luôn. Ông đang chuẩn bị ông tàng hình đấy. Đánh con quái này hút sinh lực lên nè. Hạt này hút sinh lực 5%. Đánh rất là sướng luôn á anh em. Đánh sướng lắm. Hút sinh lực. Hút. Ngon lắm. Hút phải trên nữa. Phải tầm 7% nữa. Hạt này nó mới. Ồ vãi nồi thiệt. Nó không búp lên giữa một vị trí ta. Búp lên giữa một vị trí là ngon rồi. Tôi lùa hết nguyên team này luôn rồi đó. Vãi nồi thiệt. Và anh em có thể nhìn thấy anh Phúc Diệp Di bên server S46. Anh build đồ rất là tốt luôn. Nhưng mà mình thấy ảnh build bộ anh né một cái 8 luôn rồi. Mà đánh vẫn còn né rất là nhiều luôn á. Vãi trưởng. Vậy là anh ấy cũng phải build nhiều bộ anh né nhiều vô nữa. Những anh em nào mà đánh mà đưa cạc cho cua đánh á. Mà thấy cua nói là cái hạt của anh em cần phải build bộ anh né á. Thì anh em nên build bộ anh né nhiều vô. Chúng thôi vô tranh mà những môn phái có khả năng sốc đam nữa. Trời thật sự rất là khó luôn á anh em. Rất là khó khi mà chúng ta đánh vô mà đối phương mà né. Khi mà chúng ta build thằng hút sinh lực nhiều mà đánh vô né không à. Sao mình hút sinh lực được đúng không anh em. Rồi anh đường môn này. Ô anh đường môn chạy được rồi này. Ây da. Ôi bị khẩn lên luôn kìa má ơi. Trời ơi cây tới nhờ. Bị khẩn lên luôn rồi. Ôi chạy ra ngoài đi. Phải trưởng thì anh em bị khẩn lại. Cây thế. Thiên nhẫn này. Loạn không? Chết mấy loạn. Ok cũng được. Thiên dương bài vô bắt mình kìa. Nhưng mà không. Ô bắt thiệt. Phải trưởng. Trời ông liều không? Đó cái chiêu số 1 của chúng ta phải búp lẹ lên. Chiêu số 2 búp lẹ lên. Chiêu số 3 búp lẹ lên luôn. Rồi hết cho một vị trí là chạy. Họ máu vô. Đó ghê chưa. Trời ơi quá dữ dội anh em. Mình đang được búp cái chiêu gì mà búp máu ghê ạ. Phải trưởng. Nó tự bơm máu à. Tại nãy là mình bị yếu máu á anh em. Ôi da quên. Mình bấm lộn anh em ơi. Chúng ta chơi một cái. Chúng ta đánh thường vài cái và chúng ta đi. Tại nó hết vô một vị trí rồi. Rồi chúng ta lên đây chúng ta chơi. Đánh nhẹ nhẹ với lại mấy anh này coi. Đây. Ôi trắng máu luôn mà anh em. Đây tôi sẽ dụ anh ấy nha. Mình sẽ dụ anh ấy. Rồi mình sẽ búp vô một vị trí lên tiếp. Đó cho anh ấy xuất hiện. Và anh ấy mất tiêu luôn. Không biết ai giết nữa.
Nhưng mà anh ấy đã mất tiêu. Mình đã bị mất cái chiêu giống một vị trí mà không giết được ai. Buồn thế nhỉ. Đây, anh Thiên Dương nè. Thiên Dương khống chế cũng khủng khiếp đấy. Oh my god, mình không để ý ta. Quên, cái chiêu giống một vị trí mình chưa hồi lại. Mình đang nói chiêu bị động đó anh em. Thôi mình sẽ xem chiêu bị động đó là tên gì cái nè. Thôi trong League server thì không được. Cái chiêu bị động thì mình quên tên này. Mình cứ nói là giữa một vị trí. Tại vì nó kích hoạt giữa một vị trí lên mà. Nên là mình nói giữa một vị trí. Đâu rồi? Anh đồng bào đâu? Đây. Oh my god. Ôi bị lắc rồi má ơi. Oh my god. Lướt không? Lướt đi anh ơi. Không lướt thì anh lên đường. Em chạy ra thôi, anh làm gì căng thế. Anh em thấy đánh với cua là ức chế lắm. Những anh em nào muốn cua cầm mạc trải nghiệm môn phái thì anh em có thể nhắn tin vô Zalo cho cô nha. Zalo Sơn của cô 0946496490. Zalo của cô thì anh em cũng biết rồi. Cô thường mỗi cái video ôi phải nói mỗi video cô thường nói cái số điện thoại Zalo của mình. Hoặc là cô để ở trong cái phần mô tả. Anh em nào có ý định muốn cua cầm mạc trải nghiệm cạc của anh em, hay là anh em nào muốn lên server, muốn lên TV, server của anh em lên TV, em có thể nhắn tin vô Zalo cho cô nha. Anh em nào muốn chế tuyệt học thì cũng có thể nhắn tin vô Zalo cho cô. Cô chế mọi thể loại tuyệt học luôn, mọi thể loại luôn nha anh em. Muốn như thế nào thì book hết luôn anh em, book hết. Chạy nè. Trời ơi không chạy được luôn vãi trưởng. Không chế ghê quá, men võ đang quýnh ghê quá anh em ơi. Không chế mình choáng kinh khủng khiếp luôn. Kỳ này sẽ rất là khó, thực sự rất là khó. Khi mà trong cái thằng đường môn nó được fit lại và các phái được fit lại, mà thằng Thương Vân với cái chiêu của nó là nó cứ đứng ngay cho người ta quýnh mà nó búp lại búp chậm, thì thật sự sẽ rất là khó cho con Thương Vân. Thì mình hy vọng trong tương lai Thương Vân có thể fit lại cái chiêu số 1, chiêu số 2, chiêu số 3, không cần tăng đam gì cả. Chỉ cần cái tốc độ ra chiêu của nó, chơi cái chiêu đó nha, là nó sẽ được chơi liền. Nó giống như cá ban rồng vậy. Cá ban rồng chơi chiêu số 2, bây giờ fit lại chơi chiêu số 2 rất là lẹ. Chỉ cần làm như vậy, lẹ thôi. Có thể là cái chiêu này, chiêu số 2 không có miễn khống chế cũng ok luôn. Biển sau là chơi chiêu lẹ là ok rồi. Và cảm ơn anh Phúc Dịp Di server S46 đã cho em trải nghiệm cái Thương Vân này. Thật sự ạc rất là mạnh luôn anh em. Nếu ạc này mà build hút sinh lực lên cao thêm một chút xíu nữa, lên khoảng 6-7% nữa, thật sự hút rất là đã luôn. Quá dữ dội luôn anh em. Và hello anh em bạn Big Ben nha. Chúc anh em nhiều sức khỏe nha. Và nếu thích video này các bạn nhấn like, share và subscribe kênh LNB của mình. Và đặc biệt anh em có thể tham gia ủng hộ cua cực kỳ dễ dàng thông qua tính năng mới của YouTube. Chỉ cần vài thao tác nho nhỏ như anh em đang thấy trên màn hình, thì anh em ở điện thoại Android hay là iOS, thậm chí ở PC đều có thể ủng hộ cua với kênh thanh toán cực kỳ đa dạng. Hãy tham gia cộng đồng hội viên của LNB và ủng hộ cua để cua có thể xây dựng và phát triển thêm các video hay và chất lượng hơn nhé. Ok, cảm ơn tất cả anh em nha. Đúng rồi, dưới đây là hai video mà mình cảm thấy khá là hữu ích cho anh em. Và nếu anh em nào mà chưa xem hai video này, anh em có thể bấm vào đây để xem hai video này nha anh em ơi. Ok, cảm ơn tất cả anh em.